cái con UC sẽ đau những cái link game này nọ đau file vậy nó dễ hơn ha ở đây mình sẽ lấy một cái file uh, phi tiên 1 tỷ 2 hôm qua để làm ví dụ ha đó kéo xuống ở đây có phần ấy nè ha nó kêu chọn đèn giao thông Điệt mạ nó lỡ bấm vô mấy con nhỏ rồi quay lại ha bấm vô đây nó kêu chọn chọn gì chắc chọn cây cọ hay gì à, xe hơi mà xác minh này nọ thì xuống ha, bấm vào cái link dưới này ha bấm một lần thì nó sẽ nhảy qua một cái link mới nếu mà nó nhảy tab thì các bạn lên đây nè bấm bỏ cái tab bên kia ha để là cái tab uh, lottero thôi ha giờ ở đây là chúng ta chờ tiếp ha rồi xuống không dây kéo xuống dưới này bấm vào lấy link nếu nó không nhảy qua tab mới á, thì các bạn cứ để như vậy ha còn đây là đâu và cái file nè, ha đó xuống kéo xuống đây tiếp tục chờ ha chờ xong rồi bấm vào đây đó chờ đủ không dây bấm vào này nó kêu gì vậy? đèn giao thông ở đây làm gì có đèn giao thông trời rồi sau không xác minh xong không phải là robot thì các bạn kéo xuống ha tạo đường link nè bấm vào rồi bây giờ chúng ta hết rồi ha kéo xuống bấm vào. Đó, lấy được link ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.